Hi, chào cả nhà mình nha. Thì sáng ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em con họa mi. Đây, nó đây. Con này nó có bông, một cái giống bông ngay mép này. Bên đây không biết có hay không nhưng mà thấy giống. Đây. Con mồi của mình thì mình treo bên kia. Con này là hôm bữa cái con mà mình livestream mà hôm bữa mùng 8 mùng 9 gì đó. Đó rồi con này nè. Đây, mình xách nè. Chúng một con này thuần. Chạy chim nhiều nó sẽ khác ha. Chạy chim nhiều con này nó xè nhiều hơn nữa. Ui da, nói chung cái lồng này hơi nặng. Nói chung anh em nào khách thì con này tới nhà xem coi bắt ha. Nói chung mà nó thì nó có một chấm bông. Để mình quay sát lại cho anh em xem bông nó như thế nào ha. Mình kéo lên cho anh em coi bông à. Đó, con cộng trắng ngày mấy ha. Bên đây như có một cộng luôn nè, hai cộng hai bên mép. Cánh nó xè nè. Ok vậy nha, anh em nào khách thì alo cho mình ha. Số điện thoại của mình thì có ghi sẵn trong màn hình luôn nha. Còn không anh em nhắn tin Zalo cho mình là 0929887346. À đúng rồi. Mình chia sẻ anh em này thì nói chung là bữa có con chim sâu nó làm ổ, con chim hút mặt làm ổ tên đây nè. Đó. Mọi người thấy không? Đây nó đó. Mình zoom lại xíu ha. Đó. Và đặc biệt ha, chim rừng á nó làm tổ á, mà mình vô tầm mình thấy á cái nó không làm nữa. Cho nên á là chim anh em nuôi chim sinh sản á thì nó cũng vậy thôi. Mình rình á thì mình cũng đừng có ngó nhiều quá. Cái bản chất tự nhiên đó, nó ở ngoài tự nhiên nó rộng rãi như thế này nè. Mình chỉ ngó sơ cái mình thấy cái ổ nó mình thấy nó ngày hôm qua thôi, bữa nay nó bỏ luôn rồi, nó không có làm nữa. Cho nên á là anh em nuôi á thì anh em cẩn trọng xíu, là mình phải là nói chung là nếu mà anh em nào mà có điều kiện á thì lắp đặt camera, còn không á thì anh em cứ mặc kệ nó đi. Chủ yếu á là anh em nên xem vào ban đêm, đi xem ban đêm giúp mình. Khi mà nó làm tổ á thì buổi tối nó sẽ ngủ, thì mình sẽ gọi ở trong cái tổ đó mình xem nó như thế nào, và cũng tránh là gọi trực tiếp vào trong mắt nó ha. Mình đừng có gọi nó giống như cách mà mình chỉ anh em á, là mình chỉ gọi qua la sơ thôi. Với lại mình khoe anh em này luôn thì cái này nó làm ổ rồi ha. Lấy nét lại coi nó mờ ào ào. Trong ba con chim con này có một con mỏ lột và cái ổ này á là nó hai con mái một con trống, mà cái con mỏ lột cuối cùng là cái con mái cuối cùng. Là cái anh nở cuối cùng luôn á. Cái này thì chỉ là cha mẹ nuôi thôi, còn cha mẹ ruột của ba con này á thì
tí mình sẽ quay lại cho anh em xem ha. Thì cha mẹ ruột tụi nó đã đẻ rồi, thì đẻ và ấp luôn rồi, ấp nay chắc cũng gần nở rồi. Nói chung là cũng khá là may mắn khi mà có được con mổ lột đầu tiên. Mổ này thì trước lúc Tết là mình đã nói muốn chia anh em rồi, anh em không, không chơi cho nên là mình không có thời gian, cho nên là mình phải bắt buộc phải tìm một cặp bố mẹ nuôi để nuôi tụi nó ăn uống ngon lành để cho hỏi là nó lớn ha, chứ còn mà mình bắt ra ngoài mình chăm là mình không phải nào mình chơi Tết được. Hiện tại bây giờ thì tụi nó đuôi nó cũng khá là già rồi, chắc cũng được phải là 2-3 cm. Một con tuốt ở trong góc trong cùng rồi ha, này nó làm nè, nó bay rồi không, cho nên nó cái môi trường như thế này thì anh em cứ chịu khó, anh em tấp cây tấp đầu vô nhiều nhiều xíu. Đây còn cha mẹ ruột của nó đây nè, nói chung là cha mẹ ruột của nó là cha bông, nhưng mẹ thì gốc gen có bông sẵn ha, đuôi cha thì tôm, mẹ thì nó cũng hơi tôm tôm thôi chứ cũng không tôm lắm. Mình sẽ cho anh em xem con trống cha, trống cha thì nó bông bên bên má đây nè, đó thấy không, bên má là ở trên mí á. Nói chung thì con mẹ nó thì đang ngắp trong này à, hiện tại thì nó đẻ là 4 trứng và ấp ngày hôm nay nó là ngày thứ 7 thứ 8 gì rồi, để cho mình cũng nhắm chừng nhớ ước ước vậy thôi nè. Màu thì cũng chỉ có là dễ thôi chứ ngoài ra cũng chả gì, máng sâu cũng không có hả, đang ngắp trong đó nè. Để mình quay ngược lại cho anh em. Okay. Nó ra rồi. Nói chung là quay thì anh em chịu khó, anh em đừng có làm giống mình nha. Tại sao thì anh em, nếu mà anh em ghép đẻ rồi á thì anh em làm giống, tại vì mình biết được cái tập tính của nó như thế nào thì mình ra vô. Tại sao có nhiều anh em nói á, là sáng thấy mình quay như vậy cũng bắt chước, thì nói nó đẻ lứa đầu rồi và lứa sau cũng bắt chước quay, nhưng mà nó lại không có ổn định là nó bỏ trứng luôn đó, thì cũng chưa chắc ha. Thì nói chung là mình cũng phải thăm dò tụi nó, là có nghĩa là mình cầm cái ổ đó thôi, mình đừng có anh em chỉ cầm cái ổ đó ra hay như thế này nè, để xem. Mình cầm cái ổ ra trước, đừng có coi hết nha, mình chỉ cầm cái ổ mình xách như thế này thôi. Đây 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 đó, mình chỉ xách như thế này thôi và bỏ vô lại. Nếu mà con chim đó nó vẫn ok thì lứa sau mình có thể là mình làm được giống mình, còn nếu mà anh em lấy ra vậy mà nó bỏ ổ thì lứa sau thì cẩn thận xíu, đừng có làm gì hết á. Nếu mà làm gì thì nó sẽ ảnh hưởng đến con chim của mình rất là nhiều ha. Nói chung là mình xem thử coi nó có cồn chưa. Ôi rồi xong luôn rồi, 5 trứng lận. Bữa mình coi là mới có 4 trứng thôi. Tay hoài tay hoài. Mình cho người xem 5 trứng lận. Đây. 5 trứng. Thấy không? Lứa đầu tiên á thì nó sao ta? Nó đẻ thì nó ít, tại vì khúc nó lứa đầu mà, con so mà mọi người, cho nên là nó như thế thôi. Còn đây giờ mình sẽ kiểm tra trứng ha. Trong cái này mình không khuyến khích nha. Rồi xong rồi, có cồn này nè, thấy không? Trứng đỏ chét nè. Đó. Một trứng có cồn ha. Mình kiểm tra 2-3 trứng chơi thôi chứ không có kiểm hết ha. Nói chung là lấy ra thì em cũng nhẹ nhẹ tay xíu nha. Rồi có cồn luôn nè, đỏ chét nè. Đó nè, thấy không? Cái này nếu mà nhìn buổi tối á thì nó sẽ ok hơn, dễ thấy hơn. Nhưng mà ở ngoài thực tế mình nhìn sẽ rất là dễ nè, nè thấy không? Nó đỏ nè, cái phôi của nó có rồi gần máu hết nè, thấy không? Tức mình ơi, mình không lấy nét được cho anh em xem. À, đây, mình sẽ quay lại. Mình lấy nét cho mọi người xem. Đó. Thấy không? Nó đỏ ha. Nói chung là tay trái mình nó không có thuận lắm. Trứng quả lứa này được 5 quả ngon lành. Wow, trứng là màu xanh ta. Có trống luôn nha. Thì đa số anh em nói mấy trứng xanh, nếu mà chim sinh thì anh em nói nó là tộc biến.
cái này gốc Việt thôi chứ không phải gốc Sinh ha. Nè, nè ha, nó khác cái mấy quả trứng kia luôn á. Trứng này đỡ mít nè ha. Thôi mình kiểm tra thêm quả trứng màu nó đậm tí nữa ha. Đây nè, thấy không? Khác ha. Trứng này không cò rồi, xong luôn rồi. Nè nè, thấy không? Nó trắng xác à. Nó không có đỏ như cái kia ha. Quay qua đầu này tại vì nó có đốm. Nó nên em giờ mà ở trong rồi, cái tròng tròng dạng nó chạy rồi, vòng 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 rồi. Trứng này coi như xong rồi. Trứng nó làm luôn đi, bỏ làm gì. Nè nè ha, nó đỏ nè ha. À, quay phần trắng này nên cũng thấy nó đỏ nè ha. Ha. Còn cái trứng này nè, để mình quay cho anh em xem. Nè, đó. Vậy là không có trống ha. Thì nói chung là mình quay chia sẻ nên em thấy luôn. Nó mặc dù quay ra đây nó ha. Nó trắng xác, nó không có đỏ. Cái trứng này là không cầu rồi, lụm ra luôn. Đây là bốn trứng cho nó áp. Trời ơi, lứa rồi ba trứng nở. Bốn trứng nở ba con, trời, năm trứng để nở bốn con. Chán vậy. Thôi cởi bỏ vô luôn đi, chờ nó cái áp đi. Đó. Thì nếu mà anh em sợ á thì anh em vẫn tiếp tục bỏ cùng con như thế này. Và anh em bỏ thêm miếng dầu gió vào cho mình ha. Dầu gió thì anh em bỏ dầu gió gì cũng được, để cho nó là nó át cái mùi hôi tai của mình đi, thì lúc đó con chim của mình nó sẽ ok hơn ha. Nếu anh em muốn liều thử thì ok, không có gì hết. Còn anh em mà muốn tập mà để cho nó có biết được cái tính nó như nào thì anh em cứ cầm cái tổ ra ngoài và anh em làm cái tổ giống kiểu như mình như vậy nè, là nó có thể là móc lên đây, ra giải móc nó lên, cái mình gá lên đây ịnh lên cho nó dính nè, cái mình lấy ra lấy vô rất là đơn giản ha. Còn anh em mình lấy anh em cột chết vô trong đó là anh em không phải nào anh em lấy ra anh em kiểm tra được. Còn nếu mà cỡ này thì anh em lắp camera thì anh em chịu khó anh em lấy cái phần này ra. Mình muốn là không cho cái con gì, bất cứ cái gì mà có thể vô vô đây ngoài từ cái lỗ này con bố mẹ nó vô thôi đó, cho nên là mình mới làm như thế. Với lại một phần nữa, cái này thì nó sẽ có lợi và có hại lắm nha. Nếu mà đối với mùa lạnh á thì nó sẽ rất là ok cho chim, tại vì anh em thấy trong đây ha, nó lót một cái phần gom rất là dày cho nên sẽ rất là ấm, và đặc biệt cái gió nó lùa nó cũng sẽ không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Tại cái lỗ này của mình anh em thấy không, nó bằng bàn tay mình nè, đó lên xuống lên xuống này tầm khoảng 8-9 cm vuông thôi, không có bự. Còn đối với mặt khoáng á thì anh em làm cho nó khoáng xíu, trời nóng á, trời nóng thì anh em làm như cái trên của mình thì cho nó khoáng xíu, tại vì cái này nó nằm ở tuốt dưới đây, còn nó trên thì nó gọi là hứng ánh nắng mặt trời này kia nọ, nó nóng nó gọi á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái trứng của nó. Và đặc biệt một cái mình cũng nói thêm, cái chính là anh em hỏi rất là nhiều, mình thật sự nói cái nào mình biết mình nói thôi. Cái này thì mình nói nhưng mà cũng mong anh em không thông cảm ha, cũng chủ yếu là để chia sẻ thôi. Là anh em nói một ngày con chim ấp nó ra vô tổ bao nhiêu lần thì thật sự là nói cái này là mình không phải nào mình biết được. Cũng giống như anh em một ngày anh em thích thở bao nhiêu lần, hoặc là anh em bước đi một ngày bao nhiêu bước chân thì không thể nào mà anh em biết được, đúng không? Đối với con chim cũng như thế, nó ra vô tổ thì tùy hứng của nó, lúc nó thích thì nó ra vô nhà nhiều, còn lúc nó không thích thì nó lại ra vô lâu. Và đặc biệt cái nữa là cái thời tiết xung quanh của mình nè, nó cũng ảnh hưởng đến tụi nó nữa, nó ấp vô ra và có những lúc nó tắm nhiều tắm ít thì cái thời điểm đó sẽ là anh em sẽ biết, lúc mà tắm nhiều thì cái thời tiết nó rất là nóng và con chim nó rất là lớn, cái trứng nó đã phôi rất là lớn. Còn ví dụ mà nó mà dạng là mới đẻ thì anh em thấy nó tắm rất là ít, nó một ngày nó tắm chắc có một cử thôi, không có nhiều. Mà trừ khi mà ví dụ mà ở đó nóng thì nóng ha, là nó sẽ tắm nhiều hơn, cho nên là mình cũng không thể nào mình biết được nó sẽ như thế nào ha. Cho nên là cái đó là mình chịu chết, một ngày tắm bao nhiêu lần thì hay là ra vô thì mình bó tay ha. Và đặc biệt một cái mình á thì mình không có lắp camera nên mình không thể nào mà mình biết được là nó như thế nào, cho nên là anh em muốn biết thì anh em chịu khó anh em lắp camera anh em quan sát, mà họ sợ mà nói là hỏng con nào giống con nào đâu anh em ơi. Và đặc biệt một cái ha, cái này á trời lửa nó khác với lại cái dòng khú hay dòng hòa mi nha. Khú dòng hòa mi á là hai thằng đó là nó con trống nó bằng ấp ha, con trống thì nó dành thời gian ban ngày ấp được nhiều hơn ha, và con máy thì chả ban đêm. Còn riêng á chứ trời lửa là một con máy ấp hoàn toàn 100% và con trống nó không hề ấp gì hết nha. Và cũng có trường hợp ngoại lệ là con trống sẽ vào ổ nó ấp, vẫn có nha chứ không phải không có ha.
À, giống như cua gái cũng vậy, cua gái thì trống máy hai phiên nhau, thì con trống nhưng mà cái thời điểm mà trứng gần nở thì con cua gái máy nó sẽ ấp hoàn toàn, và con cua trống nó có thể là con máy nó ấp đến nỗi mà con trống phải đi mớm mồi cho con máy nó ăn luôn á. Đó, cái đó thì có ha. Còn riêng khú hay là mấy con kia thì là không nha. Con máy thì mà nó đói thì nó nhảy ra ngoài nó ăn, chứ nó không có đi tự con khác nó đút đâu nha. Ủa sao mình thấy giống con trống mình đuôi nó lem lại nữa ta? Đợi xíu nha, mình lấy cái tổ mình bỏ vô để cho mẹ nó ấp, tại vì hồi sáng giờ nó mới ra ăn à. Tại vì có nhiều anh em á cũng có thời gian rất là rảnh, rất là nhiều, là mình sẽ muốn là mình coi và mình quan sát con chim của mình làm sao, mình ổ như thế nào. Thì thường anh em phải tổ mình để rất là gần ở cái cửa, mà cái không gian này rất là rộng, và chim sao nó không nhảy ra. Tại vì cái này là chim con nhà lên, cho nên là nó rất là dễ, không có sợ cái hiện tượng là nó sẽ ào ra ha. Còn nhưng mà cũng có những con nó sẽ ào qua tông ra nha, cái lúc đó thì khó bắt nha. Nói chung là mình cũng đang mong muốn là cặp chim bố mẹ của con máy dưới nó đẻ thôi. Hiện tại bây giờ nó vẫn chưa khai rác, vẫn chưa gì hết, tại vì con trống cha nó chưa xong lông. Thì nói chung á là cặp chim này của mình á, chim con thì đa số đều là đuôi trên 22, chưa con nào dưới 22 hết. Thật sự mà nói là như thế. Tại vì chim con á nè, đó, một con này 23 gì đó. Chung lâu quá cũng chả nhớ. Đó, nó con này. Và con này dưới đây thì 24 mấy. À, thì con này mình có cá độ với anh em một lần, nhưng mà không anh cái anh nào hứa cá gì đó rồi cũng đi mất tiêu rồi, cũng đâu dám cá với mình. Nhưng mà mình đo thì nó đuôi nó 24 mấy lần, gần 25. Mà anh thấy bộ đuôi đã không? Thì con trai đó bên đây thì nắm đuôi nó bao nhiêu. Thì được cái là con mẹ này có xem bông. Đó. Con mẹ nó chim chiền thì có 12 năm thôi, mà lên giật rớt mép á là nó lên tới 15-17 lần, và bông nó cũng khá là nhiều. Và con trống cha này cũng là con trống bông nữa. Nên giờ bản đuôi nó to rồi không? Mà không biết tại sao nha, trống ra đuôi rất là dài nhưng mà máy thì đuôi lại ngắn. Thì mình đang máy thì đuôi chỉ có 13 thôi, mà mình không biết nó có giống mẹ nó hay không, tại vì giật mép lên á thì nó lại khác ha. Như con chim con nó giờ nó có nè, con này con mấy con nữa nè. Đó. Đuôi 13 thôi. Không biết có mùa lên giật lên rớt mép á thì không biết nó là lên rớt mép lại là mùa 2 á, mà con chim nó không biết sao ha. Thì mình ghép nó là lúc đó là nó đang là mép vàng. Ok, thôi chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Sáng ngày hôm nay thì mình cũng không báo với anh em như thế. Và hôm nay là thứ mấy ta? Thứ tư đầu tháng. Ôi chú cha, đúng rồi, thứ tư đầu tháng là mình sẽ làm mini game cho anh em. Thôi để xíu nữa chiều đi, mình sẽ làm mini game cho anh em ha. À, nhưng mình cũng đã hứa thì cứ thứ tư đầu tháng mình này đúng ngay ngày một tay luôn. À, còn không thì phải chờ tới thứ tư tuần sau lận, cho nên là cũng không thể nào mà làm cho anh em, thì tới lúc đó nó là 8 tay rồi. Thì chiều nay mình làm ha. Thì anh em thích cái con mommy đó thì tới nhà xem bắt ha. Thì nói chung là con đó thì mình bao anh em móng mỏ tặc lỗi và bao cái cọng ra bông đó đó. Có thể là cọng bên kia là được cọng luôn, là hai cọng ha. Dạ, xin tạm dừng video đây nha, chào tạm biệt tất cả mọi người nha, hẹn mọi người lớp sau ha. Thì ổ này anh em nào có gì đó thì anh em chờ khi nó nở ra thì mình sẽ thông báo ha.